Có đến 7 ca tử vong và 14 ca mắc mới mỗi ngày vì ung thư cổ tử cung. Những con số đáng báo động này là thực tế đang diễn ra tại nước ta. Nhưng điều đáng nói là hiện nay, loại ung thư này đang có dấu hiệu trẻ hóa. Theo các chuyên gia, thì khái niệm trẻ hóa với loại ung thư ở người lớn là các trường hợp mắc bệnh trước 35 tuổi. Cả nhà đang rất là vui vẻ. Thế là bây giờ tự nhiên nghe tin như vậy thì thực sự là thương hai đứa con và thương bố mẹ. Mình mới có 30 tuổi, tất cả mọi người đều rất là thương. Những tâm sự nghẹn ngào của người phụ nữ vừa 30 tuổi này cũng là nỗi niềm của rất nhiều bệnh nhân khác khi phát hiện ung thư cổ tử cung khi còn rất trẻ. Tiếp xúc với bệnh nhân hàng chục năm qua, vị bác sĩ này thậm chí còn biết đến trường hợp mắc bệnh từ năm 17 tuổi và tử vong sau 2 năm điều trị vì phát hiện bệnh khi đã muộn. Nguyên nhân chủ yếu gây ra ung thư cổ tử cung là do virus HPV lây truyền qua quan hệ tình dục. Với những cái bệnh nhân mà có một bạn tình thì tỷ lệ ung thư khoảng 7%. Còn những cái bệnh nhân mà có nhiều hơn 5 bạn tình thì có khoảng 53% là gây nên ung thư. Xu hướng càng trẻ hóa thì tôi nghĩ nhiều đến khả năng là các bạn quan hệ sớm và có nhiều bạn tình. Tuy nhiên, khác với ung thư buồng trứng hay ung thư vú thường gặp ở phụ nữ, ung thư cổ tử cung phát triển bệnh từ từ theo giai đoạn mà không có bước nhảy cóc. Chính vì vậy, nếu được phát hiện và điều trị từ sớm, khả năng khỏi bệnh sẽ rất cao. Và sẽ không như người phụ nữ này, trước khi vào phòng mổ, bác sĩ vẫn phải tiếp tục tư vấn vì chị vẫn chưa hết sốc khi nghe tin đã vào giai đoạn tiền ung thư. Rất là ân hận, chủ quan, không bao giờ mình nghĩ mình lại bị như thế. Giá như cái ngày đầu tiên phát hiện mình bị nhiễm cái virus này thì tôi đã tìm hiểu về nó nhiều hơn thì chắc giờ này tôi đã không phải ngồi đây rồi. Ngoài làm các xét nghiệm chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung, việc tiêm vaccine phòng ngừa HPV là biện pháp hữu hiệu để phòng tránh bệnh này, giúp làm giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung 70-90%. Lứa tuổi được khuyến cáo nên tiêm từ 9-26 tuổi, đặc biệt tác dụng cao với những người chưa từng quan hệ tình dục.